Cung minh phân biệt nhanh ba vân giấy màu nước, có ba loại vân chính: vân róc hay còn được biết đến là vân nhám, được dùng nhiều trong thể loại vẽ ký họa phong cảnh, diễn tả những loại chất liệu đặc biệt, đi mảng màu lớn, màu có kết cấu nặng như gouache, acrylic. Vân khôn được biết đến là loại phổ biến nhất, với độ sần vừa phải, vân khôn đáp ứng được tất cả các thể loại và mọi bút pháp bạn cần, khả năng loan màu tốt, dễ sửa sai, thấm hút vừa phải. Nếu bạn đang phân vân, bạn hãy chọn thử vân khôn. Vân hot hay còn được gọi là giấy ép nóng hay vân nhẵn, thích hợp cho những ai đi nhiều chi tiết nhỏ, diễn họa thời trang, trang sức. Tuy nhiên, nhược điểm là nhanh khô và khó kiểm soát màu, thích hợp cho những ai có kỹ thuật tốt hoặc muốn nâng cao.